Bác sĩ Phương Anh, sau đây thì chúng tôi xin phép giới thiệu thạc sĩ Văn Hạnh đến từ Viện Tim Mạch Việt Nam, giới thiệu một ca lâm sàng phối hợp thuốc với statin để kiểm soát LDL cholesterol. Thì chúng ta đã biết là vừa qua thì khuyến cáo về điều trị rối loạn vít máu của ESC cũng đã đưa ra cái mức mà LDL cholesterol là càng thấp càng tốt và thậm chí là dưới 1.4 millimol trên lít. Như vậy với bài báo cáo này không biết là có điểm gì cập nhật và áp dụng trên thực tế không? Xin mời thạc sĩ Văn Đức Hạnh. Vâng. Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa quý vị đại biểu và các bạn đồng nghiệp, tôi xin phép trình bày một ca lâm sàng liên quan đến kiểm soát LDL mục tiêu ở những bệnh nhân có nguy cơ tim mạch rất cao. Thì đây là một bệnh nhân nam giới 65 tuổi, tiền sử bị tăng huyết áp, tiểu đường type 2 cách đây 5 năm và trước đây hút thuốc nhưng bây giờ bỏ hút thuốc rồi. Bệnh nhân có tiền sử nhồi máu cơ tim thành trước, đã can thiệp động mạch liên thất trước cách đây 6 tháng. Hiện tại bệnh nhân đang điều trị bằng thuốc tiểu đường, thuốc chống ung thư tiểu cầu kép, statin cường độ mạnh, ức chế men chuyển và chạy beta giao cảm. Bệnh nhân đến khám lại trong tình trạng là bệnh nhân tỉnh MIHA 1, mức độ đau ngực CCN 1, nhịp tim là 65 chu kỳ một phút, huyết áp 125/80 mét thủy ngân. Và như là các bạn đồng nghiệp vừa mới theo cái phiên vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là huyết áp của bệnh nhân đã đạt mục tiêu rồi, nhịp tim của bệnh nhân cũng đạt mục tiêu rồi và bệnh nhân không có đau mỏi cơ cũng như là không có xung huyết ở phổi. Khám lâm sàng thì như vậy và đây là kết quả xét nghiệm thì chúng ta thấy rằng là mức lọc về creatinine trong giới hạn bình thường, mức lọc cầu thận bình thường, LDL là 2,2 millimol trên lít, còn lại các thành phần khác như là HDL thì đạt mục tiêu, kali là 4,1, đường máu lúc đói là 6,7, HbA1c là 6,8 và protein niệu âm tính. Siêu âm tim thì thấy rằng là phân số tổng máu giảm EF 40%, 42%, DD là 55 và các xét nghiệm khác thì trong giới hạn bình thường. Và như vậy chúng ta thấy rằng là đây là một bệnh nhân có nguy cơ tim mạch cao, sau khi mà bị nhồi máu cơ tim thì hầu hết các đích điều trị của chúng ta đều đạt được từ nhịp tim cho đến huyết áp. Tuy nhiên có một thành phần chưa đạt được, đấy chính là LDL. Vậy thì thảo luận đầu tiên xin phép được đưa ra là đích điều trị của bệnh nhân này LDL là bao nhiêu? Dưới 1,8, dưới 1,4, dưới 1,0 hay là ý kiến khác? Và thứ hai là các biện pháp để chúng ta cải thiện cái tình trạng LDL này ở bệnh nhân này là gì? Một là bệnh nhân này cần phải thay đổi lối sống, bao gồm một chế độ ăn, chế độ luyện tập. Thứ hai là chúng ta cần phải nâng liều statin lên. Thứ ba là chúng ta kết hợp statin với ezetimibe. Thứ tư là chúng ta có thể vừa thay đổi lối sống và thứ hai là chúng ta nâng liều statin tiếp. Và thứ ba là chúng ta thay đổi lối sống, sau đấy thì chúng ta kết hợp luôn giữa statin với ezetimibe. Thì xin mời các ý kiến của chủ tọa đoàn cũng như là các quý vị đại biểu và các bạn đồng nghiệp. Bác sĩ anh cho hỏi là đáp án này lớn nhỏ hơn hoặc bằng hay là nhỏ hơn ạ? Nhỏ hơn hoặc bằng. Vâng. Chắc là đáp án này là hơi thiếu, là nhỏ hơn hoặc bằng ạ. Vâng. Thì xin ý kiến của các bạn đồng nghiệp là đối với ca lâm sàng mà chúng ta đã điều trị gần tối ưu này như này rồi, LDL bây giờ là 2,2 thì chúng ta sẽ hạ thêm LDL xuống đến mức nào? 1,8, 1,4, 1,0 hay là những cái đích khác ạ? Thì các bạn đồng nghiệp xin có những phần tranh biện ạ. Vâng. Ý kiến của bác sĩ Đạt là như thế nào ạ? Chắc là tôi sẽ lựa chọn đáp án 3, sẽ là đáp án khuyến cáo mới nhất của AC, thì là cái này chúng ta phải nhỏ hơn hoặc bằng 1 millimol trên lít. Dạ vâng. Có biết ý kiến thầy Minh như thế nào? Ý kiến của thầy Minh là nhưng tôi thì cái này chúng ta cũng về áp dụng khuyến cáo mới nhất thôi. Điều quan trọng nhất là như nếu ở phương trên, bệnh nhân này vừa tăng áp nhưng có nguy cơ rất cao, dương tử rất rất cao vì gan ấy đã có nhồi máu rồi có tăng áp, rồi đái tháo đường thì hai nữa. Như vậy bệnh nhân được kết hợp ba tổn thương, ba cái bệnh lý cùng một lúc, đông mắt, nguy cơ rất cao. Vì vậy trong hợp này thì chúng ta sẽ đưa xuống những mức thấp. Ở đây chúng ta dùng môn hoặc là chúng ta dùng đến 70mg/100 thì vấn đề đó là một cái mức gọi là tuyệt đối hiện nay rồi đấy. Xin cảm ơn, dạ vâng ạ. Em xin cảm ơn ý kiến tham luận của thầy và của bác sĩ Đạt. Thế thì thực tế rằng chúng ta thấy rằng là nó có một cái ngưỡng, một cái đích điều trị hoàn toàn khác biệt giữa hội tim mạch Mỹ cũng như là hội tim mạch châu Âu. Trước năm 2018 thì cả Mỹ và châu Âu người ta đều đưa xuống cái ngưỡng điều trị là dưới 1,8 millimol trên lít, tức là dưới 70mg/dL.
Tuy nhiên thì năm 2019 thì khuyến cáo của Hội Tim Mạch Châu Âu đưa ra cái ngưỡng là dưới 1,4 mmol trên lít hoặc là dưới 50 mg trên decilit cho những bệnh nhân mà đã có tiền sử mắc các bệnh lý tim mạch do xơ vữa. Và nếu như mà bệnh nhân có tiền sử mắc các bệnh lý tim mạch do xơ vữa mà trong vòng 2 năm lại xảy ra những cái biến cố tim mạch khác nữa liên quan đến bệnh lý tim mạch do xơ vữa, ví dụ như là phải tái can thiệp lại động mạch vành, ví dụ như là bị mạch não, ví dụ như là mạch chi hoặc mạch thận, thì người ta khuyên rằng là nên hạ LDL xuống dưới 1,0 mmol trên lít, tức là dưới 40 mg trên decilit. Thì khuyến cáo đấy là khuyến cáo mức độ 2A, bởi vì là thực sự rằng nó chúng ta chưa có đủ đầy đủ các bằng chứng, chưa có đủ các nghiên cứu. Thế nên thành ra là đối với những bệnh nhân mà đang mắc các bệnh lý tim mạch do xơ vữa như này thì Hội Tim Mạch Châu Âu khuyến cáo rằng chúng ta nên hạ xuống dưới hoặc bằng 1,4 mmol trên lít, tức là 55 mg trên decilit. Dạ vâng. Thế còn câu hỏi thứ hai là chúng ta nên làm gì để hạ thêm LDL ở bệnh nhân này, thì khuyến cáo của cả Mỹ và cả châu Âu đều nhấn mạnh đến cái việc là thứ nhất là phải thay đổi lối sống. Chúng ta cần phải thay đổi lối sống, cần phải tập luyện và thay đổi chế độ ăn. Nhưng cả hai hội tim mạch cùng nhấn mạnh đến một điểm, đấy là nếu mà chúng ta tăng được cái liều statin lên đến liều tối ưu thì là tốt hơn. Bởi vì statin càng tăng liều thì cái vỏ của mảng xơ vữa nó càng dày và cái sự canxi hóa ở trong cái mảng xơ vữa nó càng tốt. Và thông qua các thử nghiệm người ta thấy rằng là cần phải hạ được ít nhất là LDL nhỏ hơn 50% so với ban đầu thì lúc bấy giờ cái thể tích của mảng xơ vữa nó mới giảm. Và thông qua các thử nghiệm ví dụ như Improit hoặc là thông qua các thử nghiệm đối với các thuốc ức chế PCSK9 thì người ta chứng minh được rằng là giảm được đến cái mức là 140, giảm được 1,4 mmol trên lít thì sẽ thứ nhất là giảm bớt được biến cố nguy cơ tim mạch và giảm được thể tích của mảng xơ vữa. Và chính vì vậy mà người ta khuyên rằng là nên nâng cái liều statin lên đến mức tối đa trước khi kết hợp với ezetimibe hoặc là kết hợp với PCSK9. Và đặc biệt là PCSK9 thì tính tới thời điểm hiện tại thì mặc dù hiệu quả rất tốt như vậy nhưng về cái chi phí, người ta thấy rằng là cái chi phí mang lại thì nó chưa thực sự nó tương xứng với cái mà cái lợi ích thu được. Và tính đến tháng 8 năm 2019 thì người ta khuyến cáo rằng là cái quality, cái lợi ích mà bệnh nhân thu được thì vẫn chưa tốt. Thế thành ra là cố gắng là nâng liều statin và kết hợp với các biện pháp thay đổi lối sống trước khi mà chúng ta kết hợp với ezetimibe hoặc là trước khi chúng ta kết hợp với các thuốc ức chế PCSK9. Thì đấy là cái phần tranh biện. Xin ý kiến của bác sĩ Đạt về vấn đề này ạ. Vâng, thì giống như bác sĩ Hạnh đã nói đấy, thì bác sĩ tim mạch của chúng ta cũng đặt ra một cái câu hỏi vui, trước là liệu rằng LDL cholesterol đây đã là điểm dừng cuối cùng chưa? Tức là vì chúng ta thấy rằng là rất là chóng mặt, 1.8, 1.4, bây giờ xuống 1.0. Và có rất nhiều bệnh nhân người ta cũng hỏi là liệu rằng là nếu như mà các cái tế bào thần kinh của tôi được tạo ra từ các cái chất lipid này, thì liệu rằng nếu mà bác lại hạ LDL cholesterol thấp quá này thì liệu rằng có ảnh hưởng đến cả dẫn truyền các cái tế bào rồi là về mặt thần kinh hay không? Thì bác sĩ Hạnh có câu trả lời nào thỏa đáng? Dạ vâng, đây là một cái vấn đề rất là hay mà bác sĩ Đạt đã nêu ra cho chúng ta. Thế thì thực tế rằng là người ta cũng đã đặt những cái câu hỏi như vậy, tuy nhiên thì chưa có những cái nghiên cứu nào thiết kế đủ mạnh, những cái nghiên cứu mà thiết kế đủ chặt chẽ để chứng minh được rằng là cái việc mà chúng ta càng hạ LDL thì nó sẽ ảnh hưởng đến sự hình thành của tế bào thần kinh hoặc là những cái hormone sinh dục. Thế thành ra là thông qua những cái thử nghiệm hiện tại mà ví dụ như là thử nghiệm Improit kết hợp giữa statin mức độ trung bình với cả ezetimibe hạ được cái mức LDL xuống dưới 1,4 mmol trên lít, hoặc là thông qua những cái thử nghiệm liên quan đến ức chế PCSK9 người ta hạ xuống thậm chí còn dưới cả 1,4 mmol trên lít thì lại càng làm giảm thêm những cái biến cố tim mạch. Và đúng như là bác sĩ Đạt vừa nói rằng đối với tim mạch của chúng ta thì cái việc mà người ta đang nói rằng hạ LDL càng nhiều thì càng tốt, chỉ có duy nhất LDL thôi. Thế còn hạ huyết áp nó có một cái đường cong hình chữ U hoặc đường cong Z, chúng ta không nên hạ huyết áp nhiều quá. Đường máu cũng vậy, chúng ta cũng không nên hạ đường máu nhiều quá, nó tồn tại một đường cong U hoặc là Z đối với huyết áp, đối với đường máu, nhưng mà hiện tại thì nó là một cái đường thẳng đối với hạ LDL. Và thực sự thì đấy là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải nghiên cứu, chúng ta cần phải có những cái nghiên cứu chặt chẽ đủ sâu để chúng ta mới có thể trả lời được LDL bình thường của chúng ta là như thế nào. Chúng ta cần phải hạ LDL ở những cái bệnh nhân nguy cơ cao đến mức bao nhiêu, nguy cơ tim mạch rất cao đến mức bao nhiêu, thì đấy chính là những cái câu hỏi cho tương lai mà hiện tại chúng ta chưa có những cái câu trả lời thực sự là rõ ràng.
Thực ra thì về câu hỏi là LL đến mức bao nhiêu thì người ta thấy rằng cái đứa trẻ con mới sinh ra đến mức LL nó rất là thấp, nhưng mà nó vẫn hoàn toàn bình thường. Thế đâm ra là nhiều khi chúng ta không biết là cái mức LDL chúng ta sẽ hạ đến tầm bao nhiêu nữa. Thời gian trao đổi của bác sĩ Hạnh còn rất là nhiều, khoảng tầm một phút nữa thì xin phép là dưới các quý đồng nghiệp và các bạn có câu hỏi gì cho bác sĩ Hạnh không ạ? Vâng, xin mời anh ạ. Chúng anh đưa mic cho. Vâng, rất là cảm ơn bởi vì hôm nay là may mắn được gặp hai thầy ở Viện Tim Mạch Quốc gia. Thực ra là cái chủ đề LDL hoặc mỡ máu ấy thì em không để hỏi về chủ đề đó, nhưng em có một chủ đề khác mà lúc nãy ngồi trên hội trường 2 ấy, phó tư Yến là có nói về cái vấn đề liên quan đến tăng huyết áp ở phụ nữ có thai. Đấy, cái đó là một cái chủ đề mà thực sự là ở cơ sở chúng em mà đang rất là khó khăn ở cái chỗ đó, đúng không ạ? Phụ nữ có thai. Thế thì những thông tin mà em nhận được ấy, đó là như thế nào thì là chẩn đoán được tăng huyết áp của phụ nữ có thai và điều trị như thế nào, dùng thuốc gì? Thì cái đó thì Phó sư Yến đã trình bày rất là rõ rồi, đúng không ạ? Ví dụ ba thuốc mình lựa chọn đó là tabetalol này, nifedipine này và methidopa này. Và những trường hợp mà phủi cấp thì dọa phủi cấp thì mình sẽ có nicardipine và nitroglycerin. Thế tuy nhiên là em vẫn còn thắc mắc mà lúc đó ở trên cái hội nghị đó thì không có cái thảo luận và trao đổi thì ta không được hỏi. Thế thì cũng xin hỏi hai thầy là em có hai câu hỏi như thế này. Thứ nhất là nếu như mà về cái lựa chọn thuốc thì là có ba loại thuốc như em vừa nói đấy, thì là được khẳng định là an toàn với phụ nữ có thai. Thế còn nếu mà trường hợp phủi cấp mà mình phải dùng nicardipine hoặc là nitroglycerin ấy, thì liệu rằng là nó có ảnh hưởng đến thai nhi hay không? Nếu mà nó ảnh hưởng thì mình sẽ phải giải thích với thai phụ như thế nào hoặc là người nhà như thế nào? Thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là liệu rằng là với những trường hợp mà tăng huyết áp thai nghén ấy, thì khi mà mình điều trị thai nghén ấy, thì cái lựa chọn giữa phẫu thuật lấy thai và đẻ thường thì nó có khác nhau hay không? Liệu rằng nó có phải là một trong những cái chỉ định để mà mình sẽ ưu tiên cái phẫu thuật lấy thai hay không? Và cái vấn đề thứ ba là nếu như mà sau khi sinh ấy, sau đình chỉ thai nghén ấy, thì cái điều trị huyết áp của thai phụ đấy sau đấy thì như thế nào? Điều trị bao lâu và theo dõi như nào? Lúc nào thì dừng hay là phải uống thuốc suốt đời? Ba câu hỏi thế đấy ạ. Vâng, xin cảm ơn. Xin cảm ơn ba câu hỏi thảo luận rất hay của anh, và có lẽ những cái câu hỏi như này chúng ta sẽ thành một cái phiên riêng, chúng ta có thể trả lời trong vòng khoảng một tiếng đồng hồ. Thì tôi xin phép được tóm tắt như này: chúng ta thấy rằng là đối với tăng huyết áp của phụ nữ có thai thì hiện tại thì chưa có một cái tổ chức nào mà người ta có thể chứng minh được rằng là huyết áp ở phụ nữ có thai bao nhiêu cần điều trị thì là tốt. Bởi vì người ta thấy rằng là nếu mà hạ 10 mét thủy ngân đối với phụ nữ có thai thì sẽ giảm đi khoảng 140 gram trọng lượng đối với trẻ sơ sinh. Thế thành ra là các tổ chức người ta đều nhấn mạnh là nếu như mà tăng huyết áp phụ nữ có thai khi mà huyết áp lớn hơn 140-160 đối với áp tâm thu và lớn hơn 100 đối với áp tâm trương thì như vậy cần phải hạ. Tuy nhiên cái lợi ích thu được khi mà huyết áp chỉ khoảng 140 cho đến 159 và huyết áp tâm trương từ 90 cho đến 95 thì cái lợi ích nó thực sự nó chưa mang lại được cái hiệu quả, mà nó chỉ mang lại được hiệu quả nếu như bệnh nhân có nhiễm độc thai nghén. Thế thành ra là đối tượng bệnh nhân phụ nữ có thai nào cần được điều trị và hạ huyết áp xuống đến bao nhiêu thì thực sự là nó chưa có một cái khuyến cáo thuộc loại 1A, bởi vì người ta vấn đề liên quan đến đạo đức nghiên cứu. Thế thành ra là tùy từng đối tượng đã có biểu hiện nhiễm độc thai nghén hay chưa, con số huyết áp như nào mà sẽ có những cái chỉ số huyết áp cần phải được điều trị. Và như bạn đồng nghiệp vừa mới chia sẻ, có ba loại thuốc: methidopa, chạy beta giao cảm và chạy beta canxi thì được chỉ định. Và khi mà truyền nicardipine chẳng hạn thì lưu ý rằng là không được để huyết áp xuống dưới 140/90, bởi vì nếu mà huyết áp dưới 140/90 thì cái việc mà hạ huyết áp tốt cho người mẹ nhưng lại ảnh hưởng xấu đến người con. Đấy, thế thành ra là cần phải theo dõi huyết áp một cách hết sức chặt chẽ. Thế còn sau khi mà phụ nữ có thai, sau khi sinh xong thì điều trị như thế nào? Thì lưu ý rằng là những cái nhóm thuốc sau khi sinh xong thì những cái thuốc ví dụ ức chế men chuyển đối với chẹn beta giao cảm thì những cái thuốc như vậy nó không ảnh hưởng đến quái thai nữa, nhưng những cái thuốc đó nó có thể đi qua sữa. Thế thành ra là đối với chẹn beta giao cảm thì nó vẫn có thể gây ra cái tình trạng là nhịp tim chậm
ở đứa trẻ sơ sinh và cần phải cân nhắc những phụ nữ có thai nào có thể tiếp tục cho con bú, những bệnh nhân nào không nên cho con bú. Và nếu mà không cho con bú thì rất đơn giản, các bạn có thể đồng nghiệp có thể sử dụng các thuốc hạ huyết áp từ chẹn beta giao cảm, ức chế men truyền, chẹn gây canxi như bình thường. Thế còn những cái thuốc nào mà vẫn cho con bú được, ví dụ như là metidopa, ví dụ như là chẹn gây canxi là rất an toàn, thì các bạn đồng nghiệp vẫn có thể sử dụng được. Còn câu hỏi nào nữa nhờ bác sĩ Đạt nhỉ? Câu hỏi của bạn nữa, bạn hỏi về trong lúc mà bệnh nhân bị phổi cấp thì làm thế nào? Thì trong trường hợp này thì giống như bác sĩ Hạnh cũng đã nói, thì nếu mà trường hợp mà cơn tăng huyết áp chúng ta có thể dùng cái nicardipine được, nhưng riêng trong trường hợp phổi cấp thì không nên dùng nicardipine, vì nó là nhóm chặn cái canxi thế hệ thứ nhất, do chúng ta không dùng được vì nó ảnh hưởng đến cả sức cơ bắp cơ tim. Thì trong trường hợp này bắt buộc lúc này phải ưu tiên là cứu mẹ trước, nên cứu con ra bắt buộc lúc này bạn vẫn phải dùng lợi tiểu, bạn vẫn phải dùng thuốc giãn mạch để ưu tiên cứu mẹ trước. Thế còn trong tình huống bệnh nhân sau khi mà đã đẻ con rồi mà vẫn tăng huyết áp thì trong một số thuốc chúng ta cần lưu ý là đặc biệt là metinopa, vì sau khi mà phụ nữ đẻ xong và cho con bú thì có thể gây ra trầm cảm sau sinh. Một số trong thuốc khác ví dụ là propranolol hoặc là metoprolol thì trong trường hợp có thể qua sữa nhiều thì chúng ta phải cân nhắc lựa chọn. Và cái việc đình chỉ thai nghén dựa vào mổ hay dựa vào cho con ra theo đường âm đạo thì nó sẽ tùy thuộc vào cái con số huyết áp cũng như là đã có sự xuất hiện của nhiễm độc thai nghén hay chưa, rồi là rất nhiều các yếu tố liên quan đến sản khoa. Nhưng mà thường thì có lẽ là người ta sẽ ưu tiên hơn cái việc mổ để cái việc đấy nó kết thúc nhanh, tránh gây ra cái hiện tượng tăng huyết áp trong cái việc lúc mà dặn đẻ đấy. Thế thành ra là đấy là một cái vấn đề khó, và cảm ơn câu hỏi của các bạn đồng nghiệp, và thực sự rằng đó là một cái phiên chứ không phải là một câu hỏi đơn thuần. Vâng, xin chân thành cảm ơn ạ. Vâng, đúng ạ. Sau khi sinh chúng ta điều trị đến như thế nào thì người ta thấy rằng là tăng huyết áp thai nghén được định nghĩa là xuống dưới đến 42 ngày sau khi sinh, tức là 6 tuần sau khi sinh, thì các bạn đồng nghiệp bắt buộc chúng ta phải điều trị đến đấy. Rồi để chúng ta đánh giá lại, người ta thấy rằng là có 20% những bệnh nhân phụ nữ có thai sau đấy tiến triển thành tăng huyết áp mãn tính. Và nếu mà tăng huyết áp mãn tính chúng ta bắt buộc phải điều trị. Thế còn nếu như mà sau 42 ngày mà không bệnh nhân không còn huyết áp nữa, không còn tăng huyết áp nữa thì các bạn đồng nghiệp chúng ta có thể xem xét. Đấy, thành ra là người ta đưa ra cái mốc là 6 tuần sau khi sinh. Và lưu ý là có 20% bệnh nhân vẫn tiếp tục tiến triển thành tăng huyết áp mãn tính và vẫn phải sử dụng thuốc lâu dài. Vâng, thực ra là phần bài quá bác sĩ Anh còn tận 8 phút nữa, có thể tranh thủ còn có hỏi nốt nữa. Vâng, bác sĩ Trung Anh hỏi. Dạ, em xin hỏi là với cái mục tiêu của bệnh nhân này là hạ LDL xuống dưới 1.0 thì khi mà mình tối ưu liều statin bệnh nhân mà mình không đạt được cái liều đó thì thứ nhất là mình có phối hợp thêm với cả một thuốc khác như là ezetimibe không? Và câu hỏi thứ hai của em là giả sử như là bệnh nhân này ngay từ ban đầu mình đã có một cái mục tiêu là LDL dưới 1.0 thì mình liệu có nên phối hợp ngay từ đầu không để giảm, liệu có giảm được cái nguy cơ suy thận hay là nguy cơ có thể là tiêu cơ vân khi mà mình dùng liều cao của statin không ạ? Em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn câu hỏi rất hay của bạn Trung Anh. Thực sự thì chúng ta thấy rằng là cái đích điều trị đối với bệnh nhân này là một bệnh nhân mà chưa có bệnh lý tim mạch tái phát trong vòng 2 năm thì cái đích điều trị là 1,4 mmol trên lít. Thế còn 1,0 tức là bị hai biến cố tim mạch liên quan đến xơ vữa trong vòng 2 năm. Và các khuyến cáo thì đều nhấn mạnh đến cái việc chúng ta cần phải tối ưu hóa liều statin trước khi mà chúng ta kết hợp với ezetimibe. Và nếu mà chúng ta đã tối ưu hóa liều của statin rồi mà vẫn không đạt được thì chúng ta sẽ phối hợp với ezetimibe. Và câu hỏi của bác sĩ Trung Anh là nếu mà chúng ta phối hợp sớm đối với ezetimibe thì nó có giảm bớt những cái tác dụng phụ so với cái việc mà chúng ta tăng liều statin hay không, thì thực sự đấy là một câu hỏi rất khó và hiện tại chưa có những cái nghiên cứu đủ lớn để người ta chứng minh. Một vài những nghiên cứu nhỏ người ta thấy rằng là cái việc chúng ta phối hợp giữa ezetimibe với cả statin sớm mang lại hiệu quả rất tốt, nhưng mà khuyến cáo hiện tại vẫn đang đề cao đến cái việc mà chúng ta nâng liều statin tối đa, bởi vì khuyến cáo dựa vào những cái nghiên cứu lớn. Thế thành ra là đối với các nghiên cứu lớn là tăng liều statin tối đa, nhưng các nghiên cứu nhỏ thì có thể thu lại được lợi ích khi mà chúng ta phối hợp sớm, và chúng ta cần phải những cái nghiên cứu khác, những cái nghiên cứu đủ lớn để chúng ta trả lời cái câu hỏi của bác sĩ Trung Anh. Và thấy thực sự là tương lai, đấy thực sự là những cái vấn đề chúng ta cần phải trả lời cho tương lai. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Vâng, cảm ơn bài báo cáo của bác sĩ Hạnh rất hay, và xin bác sĩ Hạnh ngồi nắm.